Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày tới đây thì khu vực Tây Nguyên ban ngày trời sẽ tạnh ráo, thuận lợi cho các kế hoạch du lịch. Trong khi đó, nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ lại sẽ có mưa nhiều. Trong đêm nay và ngày mai thì hầu khắp khu vực từ Quảng Trị trở xuống đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa và cục bộ có điểm mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm và có nơi mưa trên 60mm, gây cản trở cho người dân đón Giáng sinh. Như là tại thành phố Đà Nẵng, trong đêm nay dự báo sẽ có mưa nhiều, mưa kéo dài đến hết ngày Chủ nhật của tuần sau, gây bất tiện cho các hoạt động ở ngoài trời. Có mưa nhiều nên trời sẽ lạnh, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức là 23 độ C, về đêm thì chỉ khoảng là 18 đến 20 độ C. Riêng đêm nay thì nhiệt độ ở đây chỉ khoảng là 17 độ C và từ đầu tháng 12, các nhà hàng, khách sạn và các quán cà phê ở Đà Nẵng đã trang trí cây thông tuần lộc để chào mừng Giáng sinh, nên du khách có thể thỏa sức chụp ảnh. Với khu vực Tây Nguyên như là thành phố Bảo Lộc, dự báo trong 7 ngày tới, trời tạnh ráo và có nắng vào ban ngày, mưa dông có chăng chỉ xuất hiện về chiều tối nhưng với lượng nhỏ và rất nhanh. Riêng đêm nay thì ít khả năng có mưa, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng là 17 độ C. Quý vị chú ý là mặc ấm khi ra ngoài. Và lúc này thì hầu hết các cung đường, các con hẻm tại các giáo xứ xóm đạo ở Bảo Lộc đều được trang trí cây thông Noel, hang đá tuần lộc, đèn ngôi sao với ánh điện lung linh và lộng lẫy. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, đêm Giáng sinh trời sẽ không mưa và mát mẻ với nhiệt độ chỉ khoảng là 27 độ C, thuận lợi cho người dân xuống phố vui chơi. Ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều địa điểm trang trí Giáng sinh với phong cách độc đáo đa dạng, thu hút nhiều người dân như là trang trí với chủ đề thủy cung kết hợp với đèn bong bóng, đèn sao phát sáng tạo cảm giác lung linh và huyền ảo. Dự báo 7 ngày tới đây, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng là nắng nhiều và khá nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 33 đến 34 độ C. Chỉ có duy nhất ngày mai là thời tiết dễ chịu hơn với mức nhiệt là 31 độ C. Với thủ đô Hà Nội, những ngày tới thì ban ngày trời sẽ nắng ấm và nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Đến cuối tuần sau thì nhiệt độ sẽ khoảng là 26 độ C. Về đêm thì nhiệt độ cũng sẽ tăng từ 10 độ C vào đêm mai lên tới 16 và 18 độ vào cuối tuần sau. Còn trong đêm nay thì người dân xuống phố đón Giáng sinh vẫn phải chú ý là mặc ấm vì dự báo nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng là 10 độ C. Lần đầu tiên tại phố đi bộ Hồ Thiền Quang, người dân và du khách thủ đô sẽ được ngắm một không gian trắng xóa bởi tuyết nhân tạo. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.